Xe đang chạy trên đường Nguyễn Biểu, nếu mà đi thẳng thì thẳng sẽ qua cầu Chữ Y. Còn nếu vẫn muốn ở bên quận 5 á, thì quẹo đường Võ Văn Kiệt tới ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo là đường dọc hướng Đông Tây. Chờ đèn, đèn xanh nè, qua luôn. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Wow, bữa nay đi cầu Chữ Y hả? Ngon lành ha. Mấy đường kia cờ cái chỗ Nguyễn Thọ Úc nó cắt hầm rồi. Wow. Nó ca ngăn lại, nó không cho họ đi á. Khó đi lắm. Nó làm cái hầm chui ở Nguyễn Linh, Nguyễn Thọ Úc. Nó làm hầm. Ai làm? Mình làm. Chắc lúc này mình biết làm rồi mà. Mình làm hết rồi. Mình biết làm hết rồi. Đó, qua cầu Chữ Y ở bên phía Nguyễn Biểu. Ở đây có cái phòng gym fitness. Mình quẹo đi Phạm Thế Hiển hả? Dạ. Hay là đi con đi Hưng Phú. Đi Hưng Phú. Đi đường lạ lạ chứ. Ồ, lạ gì? Hưng Phú mà đối với tôi đâu có lạ. Nhưng mà chưa đi Hưng Phú mặt tiền, con đi mặt trong. Hưng Phú hồi xưa tôi ở đây mà. Trước 75 á. Ngày nào tôi cũng đi làm qua cầu Chữ Y nè. Hưng Phú hồi xưa là công xe heo á, người ta sợ lắm, không ai dám qua đây á. Anh chị không à. Biết tôi ở nhà của ai không? Ở nhà vợ bé của Bảy Diễn á. Mười bá đó. Bảy Diễn hồi đó là xếp cái khu bên đây. Hồi đó đây là lò heo. Đất ở đây lắm, đất tầm phỏng. Hàm ếch không? Vậy mà ở đây nó cất mấy cái chung cư cao quá trời luôn. Từ từ, mấy cái mảnh đất mà ngon lành này nó cất chung cư hết. Chứ không có đất ở, phải ở trên không nè. Đang đi lại đường xưa nè. Vậy là anh chạy thẳng xuống đụng đường Nguyễn Tri Phương đúng không? Con đi Nguyễn Tri Phương, con đi vòng qua dưới chân cầu, vòng lên Phạm Hùng. Đây là kênh tàu nè. Quốc lộ 50 trở lại. Kênh tàu lạ chứ quay chứ đi đường cũ hoài quay. Đúng không? Đây là kênh tàu đó là khu này, khu dân cư. Nó mở cô, giải tỏa nó mở đường luôn. Nguyên cái khu này là dân cư hết á. Nhà lỗ nó chưa xong mấy nữa coi em. Người ta nhảy đầm kìa. Đâu em? Tập thể dục á, bên công viên nè. Đi dã, không khỏi đâu mà chi. Để anh lấy hình. Đi cặp mấy xong á hả? Kênh tàu hủ á, chạy ngang nhà của con gì nè, sắp sửa tới cái cầu băng qua nè. Hồi xưa mấy chỗ này là cách đây còn mấy năm, hồi giờ mới vừa xong đường năm mấy, hai năm nay con mới cho đi á. Dạ, đó toàn dân cư không, giải tỏa biết bao nhiêu tiền bạc. Hồi xưa ở đây là có, anh có biết bến, hai cái bến phà không? Bến phà Hòa Bình với bến phà Cây Keo. Dạ. Tôi ở đây, tôi đây nè, đó, bây giờ đi tới cầu đó là cầu Chạy Già đúng không? Nguyễn Tri Phương. Cầu Nguyễn Tri Phương đúng rồi. Làm cầu Nguyễn Tri Phương lòn chưa xuống. chưa tới cầu Chạy Già. Cầu Chạy Già xa lắm. Mới mốt làm đường một đường thẳng đẹp quá. Cầu Chạy Già luôn mới vững. Buổi sáng đường cặp kinh nè, nó chuẩn bị giải tỏa bên kia nữa đó. Dạ, đường cặp kinh là đi thẳng qua cầu Chạy Già luôn. Cầu Phạm Thế Hiển, cái cầu gì? Diện đường đúng không? Trước ở đây nè, bây giờ
bên đây người ta sợ lắm, nói tới quận 8 mà đó là chết sợ. Đường này xưa đâu cho ô tô đi, bây giờ đi thoải mái. Đi nào đi. Đó bố nó làm cái đường thẳng này nè cô. Thì thẳng lúc cà ná xuống cặp tới bên hông cầu Chợ Già cơ. Ra tới chỗ chợ Sấm Củi á. Bà ở đây cái bông quá trời, bông tím. Biết bông đó là bông gì không? Bông đó là họ Euro quá, bữa thằng Huy nói. Đi đường lạ lạ coi thấy không? Lâu đi đường lạ đi. Bây giờ người ta xây cất hết trơn. Đường cũ nhưng mà người ta xây cất thành ra lạ. Là lạ. Giờ chạy thẳng đây cầu Kinh Hưng á. Đó là cầu, sau lưng là cầu Nguyễn Duy Phương, trước mặt là cầu Kinh Hưng. Cầu Lò Heo là heo đó. Đó kêu cầu Lò Heo hồi xưa không? Chỗ này chung cư nhiều quá. Đừng có ghé ở chung nha anh. Ghé ngay chỗ mà hôm bữa ăn á. Ở trong thị xã Gò Công. Vô Gò Công á. Ghê ta. Biết ngon luôn hả? Khi nào đi học con? Chưa có lịch gì trơn. Mày đang qua cầu Kinh Hưng. Không có đi sẽ tập trung sớm nữa em. Không, bây giờ đâu có như xưa nữa. Giờ là nó mất nghỉ hè đủ 3 tháng. Cái này là nhóc luôn con, nhóc luôn, không có thiếu găng nào. Giống Boston không? Giống hồi đó đi qua cầu vô đó, Boston là nhà. Nói Hoàng Anh Gia Lai nè, rồi Giai Việt nè, rồi Quốc Cường nè, ba cái Quốc Cường, Giai Việt, Hoàng Anh Gia Lai. Dạ. Nhưng mà có người ở không? Nhóc, không nhóc. Có thiếu một phòng luôn. Vậy hả? Quá đã luôn hả? Đã con đi ngang chú quay. Tới tạm Phú Quân Quẹo nữa. Bây giờ cái đường tạm Bủ nhỏ. Đi qua quận 8 đó con. Bây giờ nó mở rộng trà bá lửa luôn. Ngay cái nhà thờ Nam Hải đền 64 tỷ cho bên hông nhà thờ. Dạ. Tới đây nè. Thấy đường nó rộng minh mông luôn. Quá đẹp luôn. Hồi đó đây ruộng không à. Trước 75 đi chùa qua đây là ruộng không, băng ruộng để vô chùa. Bây giờ Rita Võ này nó vừa có quán cà phê mà vừa có xe vận tải nữa, nó là cái gì mà kinh doanh đủ loại. Hôm nay cho coi hình ảnh trên đường đi về Gò Công nha, quá đẹp luôn. Đó cô nhìn bên trái nè, cái nhà thờ Nam Hải ở đền bên hông góc nhà thờ gì không mà 64 tỷ. Hồi đó mình đi chùa với ông Mũi đó em, đi đường này nè, băng qua ruộng rồi đó, vô cái chùa. Hả? Thấy nhà thờ, nhà cô thấy nhà thờ Tam Bủ nó mở ra rộng kìa không? Wow, đẹp không? Minh mông thiên địa luôn. Đó nè, mấy chung cư nè. Chú muốn quay mấy chung cư nè, cô nói nè, góc người ở rồi thấy không? Trời ơi, chung cư. Nó gần, chung cư đây nó gần. Đó, cái này là chuẩn bị hoàn thành nè, chuẩn bị bàn giao nè, đó. Quá trời, quá đất. 850, 851 rồi đó. Chung cư quận 8 tính ra ngon lắm em. Đúng rồi em. Gần ha, nhưng mà bù lại là nó không có trang bị ba cái hồ bơi này kia nọ, vẫn làm không. Như resort vậy đó, mấy cái ở ngoài rè. Chứ thiệt đâu, quận 8 là ngon, nó gần. Nó không làm, em biết không, nó làm. Không làm, đất ngon, 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 đất phục vụ vậy, vấn đề gì đâu, tại phục vụ dân cư. Vậy là xe điện, xe hai bánh xe điện. Con thấy lại đường, cô thấy nó chặt vô nó dễ, hơn vàng đâu, cô thấy không cô? Chặt hết, mở rộng con đường này đâu, đó, mở cái cầu này rộng ra mà. Trời, ba cây này uống quá em. Ủa cái mẹ cái cầm vậy không mà cô ơi, ba cây này nhầm nhò gì cái xanh này cầu Tạ Quang Bửu. Đúng rồi. Nhà của Phương phải ăn đó, cô Phương đó phải không? Ở đâu chỗ Tạ Quang Bửu là chung cư Tô Bát gì đó. Tô Bát là mình lúc nãy mình quẹo trái là vô thẳng vô Tô Bát luôn á Úc. Là gần nhà thờ Nam Hải đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi đó, nãy ngã tư mà anh quẹo này cái nhỏ đó. Đâm thẳng xuống là quốc lộ 50 mà phải không? Dạ đúng rồi, đúng.
Wow, xây chung cư căn nào căn nấy cũng cả trăm phòng. Giờ cũng đỡ kẹt xe ha. Sáng nào cũng kẹt xe như xưa nữa. Cầu quá trời cầu luôn. Sinh chưa đi học, quốc lộ 50 kìa. Tại đang làm mở rộng cái chỗ mà qua Đa Phước chút xíu mở rộng cái đường. Nói quận 8 thì vô trung tâm nó kẹt. Ừ. Nhiều cầu, nhiều đường đi. Với lại còn đang mùa hè á. Rồi, xe ra ngoài ô. Chưa, còn xa bờ gọi. Ừ, ngủ lông công chúa, anh Đạnh Hưng ngủ lông công chúa. Mình dây. Đúng không? Rồng này là rồng, rồng thiếu nữ. Thì ngủ lông công chúa là mình dây, đẹp. Này là tới Cần Giuộc rồi phải không? Mình đang đi trong địa phận Cần Giuộc. Vậy là đó. Thiên Phúc nè. Nghĩa Trang mà đẹp như là khu du lịch. Nghĩa Trang mà đẹp như khu du lịch. Ta không gọi Nghĩa Trang, Hoa Viên. Hoa Viên à. Một nền là 1 tỷ mấy, 1 tỷ, hơn cả tỷ. Chạy trong địa phận Cần Giuộc. Mùa mưa cây quá tốt luôn, xanh lá xanh, nhất là những cây dại mọc. Đang trên đường đi về Gò Công. Mấy chục năm nay nó cũng vậy. Hồi xưa giờ trong cái xong rồi bây giờ là không. Lỡ như đó như xây mấy cái đống nhà đây giờ dục được cô đâu có bán buôn gì được đâu mà đồ cha nó ai vậy đó vợ. Con mồng gà nè. Đống nhà đẹp đẹp không cô thấy không? Ý quá. Bây giờ giờ nó xây lên nó đỡ dây ngân hàng nó phải xây lên. Xây lên xong để đó ai mua bán có cho ngân hàng xiết đi trừ nợ. Mấy cái nhà cao tầng mấy cái chung cư rồi qua còn đầu tư tiền đâu đầu tư vô toàn là dây của ngân hàng không á. Xe bus Gò Công mà.
đi vào địa phận của Cần Đước. Đã rồi cả năm mấy nay không có. Này khu này làm mà lễ gì mà treo cờ quá trời. Mà mẹ nghĩ là buổi trưa người ta không có cho con bắt đi. Còn cái quạt kia cái giỏng rồi cho hay không? Bỏ chỗ bình tĩnh á, cái quạt á thì giờ cho cậu Bảy. Bây giờ ông là tỷ phú rồi đó. Nghe à? Bán nó không có kêu mẹ đi ký. Ở bán ở phía trong chỗ chỗ trường bò ấy. Chỗ trường bò ha con. Còn ngoài để lại đó. Chỗ mà lúc trước có trường bò mình đi hái đu đủ cây đu đủ cao chà bá. Đúng rồi, chà bá. Chủng ổng đổ đất rồi ở đằng trước rồi. Bây giờ bán cái đó rằng có tiền cắt lại rằng nợ. Rằng bán cái đó không có đủ 1 tỷ mấy là phải 100 hay nhiêu đó, nhưng mà chỗ đó không có đủ. Có 800 triệu à. Này để làm lễ nè, ta treo cờ hai bên đường. Cũng có mấy con gái gì đó mượn tiền ngân hàng gì tụi ta mới làm giấy tờ chứ. Khổ lắm á, chứ không phải sướng đâu. Nó tưởng đâu đơn giản giống như ngày xưa vậy phải không? Đất của tao tao bán nè. Mấy cái sổ này là tên là không phải tên của cậu Bảy đúng không? Không, tên của cậu Bảy, của bà ngoại. Nhưng mà người ta mấy nói là trong mấy chị em anh em rồi đó phải ký phải đồng ý mới được. Sao kỳ vậy? Tên ổng ổng không bán làm đâu có phải tên ổng. Ờ đấy không, con biết ngay không phải tên ổng bà ngoại á. Bà ngoại đứng tên nhưng mà ổng là người thừa hưởng đúng không? Tao phải lo moi ra hết. Ổng báo với người ta là đi thẳng là tới cầu Mỹ Lợi. Sắp sửa tới cầu Mỹ Lợi. Nó làm gì đó nó để kế thừa này, quá không có quyền hành gì đâu, cái từ cái phần đó. Thành càng làm là càng đổ ra nữa đó, mới phải đối đế nó mới kiếm. Bởi vậy xứ không có biết luật lệ gì mà mệt quá thì. Không phải phải ông phải ký luôn. Hả? Không, cái hệ của ông là hệ khác. Hệ khác. Ông Út là con của bà. Bên đây, bên cô đâu có liên quan gì đâu. Thì mấy người đi ra ký luôn à, của cô à, ấy ghi là ra ban đầu cho ổng ở gì thì cho ổng luôn gì. Rồi á, sau này á, giải phóng vô đó rồi đi về đó. Sắp sửa tới cầu Mỹ Lợi. Ổng mới xin người ta gần gần cái bên đó. Ổng đắp thêm nó rộng ra 18 cây số nữa thì tới thêm đúng không? Gọt cọc. Đó chứ hồi trước thì cũng căn nhà rồi thêm cái sân vậy đó. Trên đường đi tới cầu Mỹ Lợi. Mà cậu Bảy thì trời ơi từ nó phải tháo khớp chứ bây giờ nó đi thẳng là tới cầu Mỹ Lợi. Ghét bán hết mấy con bò luôn. Họ mày tế nó là cái quan trọng lắm nha. Ví dụ á, ở đây á, thì nó xử lý cách khác nha. Lên Sài Gòn mình là sẽ có những cái giải pháp khác nha. Còn ở bên Mỹ thì thôi siêu luôn á. Ở Việt Nam mình mà mấy người tiểu đường đang trên đường tới cầu Mỹ Lợi. Cái kháng thể trong cơ thể người ta yếu lắm. Cái khoa miễn dịch á, bệnh viện á, mình mới thấy là nó hay á. Lên cầu Mỹ Lợi rồi phải không? Nhiều người họ chịu được mấy chục năm mấy cái gì chàm gì đâu này kia nọ thì ra có thuốc hết trơn. Xe đang qua cầu Mỹ Lợi nè. Đứng từ đây nhìn trời đất rất là đẹp. Có bệnh hết cứu. Nói bệnh hết cứu là bệnh không có
chờ phà múc chỉ cà xa. Nhớ không, hồi đó chờ phà, mỗi lần tới đây là phải chờ phà. Ừ, nhớ chi, cái đó quá khứ rồi. Mình gì vậy? Mỗi ngày mỗi nó tiến bộ. Nhìn tới đi. Chứ mà cứ mà nhìn trở lại thì quay trở lại rồi làm cái gì? Mới có chuyện kể. Kể làm cái gì? Chuyện kể là kể chuyện quá khứ. Trời, có cái trạm này là bạn Âu không biết bao nhiêu năm rồi đó em. Khoảng giờ 10 năm chứ. Hơn rồi, 10 năm gì. Tạm thu phí nè, Mỹ Lợi. Thu gì nào, không biết gì nào mà đủ tiền. Hỏi tới nó nói ít xe đi quá anh ơi. Đi xuống đây đâu có đi đâu nữa đâu, xe đi xuống đây. Lượng xe ít, lượng xe ít. Nạp phí đường, cầu đường. Bỏ phiếu mạnh luôn. Mở cổng. Một mình đi năm chục hả? 41,000. Đã qua rồi. Rồi vẫn về cũng có luôn hả? Đi về thì cũng phải đón tốn tiền á. Có tính lượt mà, giá lượt mà chứ đâu có tính. Ừ, tính hết rồi mà cũng hết 100 đồng đi qua. Bây giờ thì thẳng vô Gò Công. Nam Lan Phương hả? Nam gì đó. Hoa Nam. Món phở Hoa Nam. Bây giờ tôi nhớ hình như nó là tên Trung Quốc. Hoa Nam. Hoa Nam đó. À, món phở Hoa Nam. Hoa Nam là tên Trung Quốc. Đây, thành phố Gò Công xin chào các bạn. Mà người thấy thành phố nhìn thấy ớn ngang cái thành phố thì... Mới làm cái bảng lại đó, chưa thấy viết thêm tiếng Anh đó. Hồi nãy thấy chỗ kia cái bảng chào mừng mà có thêm chữ Anh ở dưới nữa. Họ nó cứ nghĩ là vậy để mà nâng cái giá trị đất đai đồ này kia lên. Chứ thật ra chưa đáp ứng được vấn đề gì á. Đúng rồi. Xe đang giờ qua Sở Lới. Qua Sở Lới rồi tới tới cầu Sơn Quy. Cầu Sơn Quy bây giờ nó đang có cái vấn đề mà gì không quá trời nhìn mình rất âu yếm. Ở Gò Công có cái nhóm màu cổ của cái dòng họ Phạm Đăng. Đường xá ngon lành, chạy êm. Lên thành phố mới làm đường này mới xong hết chứ. Không lên thành phố đường này vậy bập mới làm đi á cô. Bây giờ nó lót lại đã quá ha, nó tráng lại, nó kẻ lại đường ha. Nhưng mà dài năm nè, cháu nói cô không chừng hết mùa mưa này á cô. Không có công nghệ nào làm đường mà nhanh hư bằng cái công nghệ của Việt Nam á. Xe bus 629 đi Gò Công. Với bến xe quận 8. Sơn là cái gì biết không? Sơn là cái núi. Quy là cái gì biết không? Rùa. À, quy là con rùa.
mu của con rùa. Thành ra về phong thủy Sơn Quy là cái vùng đất sinh sản ra hoàng hậu, dòng họ vua, quan quan quyền thời Nguyễn. Con gái Phạm Đăng Hưng lấy vua Thiệu Trị, bà đẻ ra Tự Đức, vua Tự Đức con bà. Bây giờ vô Gò Công thì đi tiệm phở Hoa Nam. Hoa Nam ở trên đường đi biển qua cái cầu Đúc. Bà phải công nhận là đường bây giờ đẹp quá ha, bởi vì nó lên thành phố nó khác ta. Thấy đường xá thay đổi. Lúc này mình biết quấn rôm rồi, hồi đó rôm chắc đóng không giờ đâu rồi. Biết quấn là cuộn cuộn giống mấy cái ruộng đồng ở bên Mỹ. Đây là đường đi vào công nè, bây giờ rất là đẹp, thoáng rộng. Được. 8:30 nó mới đi nha. Đây là cảnh đường xá nè, đi vào thị xã Gò Công. Đường rất thoáng. Xã Tân Trung. Những con đường này đi vào Bình Xuân. Gò Công lên thị xã. À, dạ. Lên thành phố chứ. À. Bữa nay mọc có ông Phật ở đâu nè con? Nghe mình đi đây xuống thấy nè. Nghe tự nhiên mọc ông Phật nó mọc đây nè. Ủa đâu có đâu. Chùa mới xây gì vậy? Không phải, chùa cũ. Hồi xưa nằm giống hẻm. Chùa cũ nhưng bây giờ tự nhiên hồi đó đâu, ông chắc ông mới làm cái ông Phật này. À. Chùa này chùa Long Đức mà. Mới đặt ủa, tượng Phật. Phật đó, Phật, nhìn cái tượng này biết Phật mới tăng này. Ừ. Hạt điều không? Rồi dầu hạt điều tha lên ăn ngon lắm. Đây nè, bún măng vịt mấy chị em rồi nè, đó ba chị em rồi quán này nè. Ba chị em bún măng vịt cháo lòng 35.000-40.000 nguyên một cái đùi luôn, bự cả bá luôn, 45.000 quán. Mà nó đặc biệt cô nó cho mình chấm với mắm ruốc. Nó có xạo không? Dạ. Ừ, ăn lạ miệng ghế xạo luôn. Lên cầu Sơn Quy. Mắm gừng, mắm gừng cũng có nhưng mà mắm ruốc. Gì mới mắm ruốc ra bụng là sao? Có cầu Sơn Quy rồi nè. Ủa em ăn mắm ruốc không được bà? Chẳng có ăn cái mắm gì nhé. Ok hả? Rồi sao ăn xoài em chấm gì? Ừ, ví dụ như em đi ăn lẩu mắm được không? Ăn lẩu mắm được nhưng mà phải nấu kỹ lắm á, chứ không có ăn mắm tôm. Ví dụ bún riêu thì mua bún riêu ăn, chứ còn mắm thì bằng. Ờ đúng rồi, bố anh đang đứng hỏi ăn bún riêu em đem mắm gì? Em đừng nói với anh em đem bún mắm nha. Đâu có, anh em mắm bỏ luôn. Nên người ta bút lên bún riêu thì cứ bỏ miếng chanh vô ăn thôi, chứ đâu cần mắm gì. Bậy, nó có đem mắm ruốc vô, mắm gì, mắm nó tôm. Nó bỏ vô đó nó nấu rồi. Không có đâu em dễ, nó bỏ cho qua em. Nhà mới nấu bún riêu nè, không có bỏ một cái mắm gì hết. Vẫn ra bún riêu bình thường. Rồi lại em rồi. Lâm Hoàng Gia. Đây này con chưa rồi. Tới con, chút xíu tới con chứng con chỉ cho. Lâm Hoàng Gia. Nó nằm mé bên tay trái hả? Dạ, đối diện. Đối diện hả? Đối diện với xe Gò Công. Này chưa đây chưa tới mà chút xíu nữa mới tới nè con. Chưa tới tại vì hướng này là về nè, mình về với Gò 7 nè, đúng không? Đúng rồi, mình đi vô Gò Công còn bây giờ đi thẳng vô
Thay vì đi đường bên đây thì qua quốc lộ 4 nó cũng ăn, ví dụ như nó bún bò cũng phải bỏ mắm vậy. À, nhưng mà phải nấu 4. Chứ không có ăn uống. Vậy nếu sao mình không đi xe bún chở bún. Giờ bắt đầu có chiếc xe này thôi, con đợi bún tiếp tục mà. Đi vừa bỏ xuống hả, say sẩm mặt mày luôn á. Mai mà mình đi xe bến xe quận 8 nè, bến xe Gò Công. Mình đi xe hả là coi như 8 người. Hồi đó đi xe đò, bây giờ đi xe bus không. Nó cảm giác như mình bị lưng lắc lắc. Đúng rồi. Anh đi rồi anh em bước xuống em muốn ói luôn á. Không hiểu sao luôn, anh thấy nhẹ tên quá. Đúng rồi, nó nhẹ. Trời ơi, trên thế giới bây giờ biết bao nhiêu triệu người. Không, đâu cái xe đó là phải của Tesla đó, chạy chắc mới ngon á. Mà xe mà có chạy thử mà nó ngon lắm á. Thằng Travis chúng mình chở phần chứng đó không? Đi bên xe cũ rồi. Xe cũ giờ làm cái phòng ấy, cái chỗ rồi bán hàng đồ nông sản thôi đó. Đúng rồi, bên xe cũ. Mình mới đi ngang phòng chứng tôi thấy chưa? Thấy thôi. Vô Gò Công rồi nha. Dạ. Mẹ với 3 tuổi cái xong rồi cái đâu có biết cho uống sữa kia. Cái nó ọc ạch. Xe đang vô Gò Công. Em nó có bún sữa bột được không? Ví dụ sữa không, sữa lòng. Nó bún sữa bột, thành ra hồi đó nó dị ứng sữa bột. À. Trời, nó dị ứng sữa bột thôi là nó uống sữa mẹ không sao. Cái 3 tuổi rồi lớn rồi thì uống sữa kia được chứ. Tôi biết Gò Công này nổi tiếng gì không con? Cái gì? Vé số đề. Con trai này đổ nợ số đề đó. Con không tin con nha, ngồi cái chỗ mà mấy cái chỗ mà gì, mấy cái đàn ông này gọi đó con. Con ngồi bữa mà cô đi với đây vô chợ không con ngồi đó mình là con đếm không 15 người á, hắn mời con á. Mời con 15 người á. Ai cũng quán với số đó. À. Quá trời quá. Ở đây hồi xưa là đường cây dương. Hai bên là hàng dương. Dưỡng trứng cái mũi chạy ngang hồi đó là trường. Ủa, giang trứng bị không? Bắn công. Bị với trứng là dữ nhất luôn á, sắp bắn về. Đi ngang chùa. Ở đây cũng có trong phòng con trứng. À, đi ngang cái nhà thờ. Giờ thánh tầm trứng nhiều quá. Đây à, đi ngang cái nhà. Ủa cái chỗ mà, cái chỗ mình bây giờ lên thành phố Gò Công hay là vẫn còn xà huyện Châu Thành không? Thành phố rồi. Đâu cái chỗ đây. Mình không có nha, cái chỗ mình không có chỉ có đối diện thôi. Trên trùng con đường đó nhưng mà bên đây là thành phố mà bên kia là huyện. Kìa. Mình bên đây vẫn xã Thành Công. Đúng rồi. Huyện Châu Thành. Còn bên kia là thành phố. Quẹo mình đi vòng qua đó đi, thay vì chạy thẳng á, mình đi vòng. Ôi theo trời ơi, ăn đi, thì theo tôi chỉ thôi. Một hồi rồi chạy nha. Lát nữa trở ra rồi chạy. Chạy ngang. Thì cũng thay vì đi thẳng thì mình đi lướt qua vòng. Hợp cái xe cái người ta đi được mà. Chạy vòng đây chi, lát nữa rồi trở ra rồi chạy vòng. Rồi trong vòng các đại còn giờ dư thời gian luôn. Tới 9 giờ rồi mà. Ăn xong đi rồi con chở chú đi vòng. Quay. Không có anh bỏ tôi xuống, anh đi đâu anh đi lát anh là anh rước tôi được rồi. Thôi trời ơi, lâu lắm bả biết không? Lâu. Để tôi đi riêng. Nghe chú không muốn vô phòng chứng đúng không? À tôi không đi vô phòng chứng cũng được nữa. Bỏ tôi đi rồi anh đi lâu đâu lát rồi. Con đâu đi đâu đâu, con chở mấy người vô phòng chứng. Ừ. Đâu có, bà phải đi chứ, bởi vì cái cần quay bà không quay, mà cái không cần quay thì nào cũng có bà. Đúng rồi, chú bây quay giờ, tôi quay theo ý của tôi. Không, mà bà phải quay giấy tờ, đồ ký với gì với gì. Tờ gì thì đem lấy phone ra chụp được rồi. À, bà đưa cho con cái quay con rồ chi? Đi, để con chụp cho nó rõ, cái về cũng. Không, cái đó khó xài lắm. Lưu chữ chứ. Có cái gì cũng nói khó xài, nó chỉ có một cái khó xài. Khó xài. Đây là ao trường đua nè. Trường có đua. Trời giờ sữa đẹp quá ha. Ừ. Rồi đó, bây giờ đây ao nuôi cá rồi con. Ao trường đua rồi. Giờ nuôi cá đó là đó, ao nuôi cá đó, nhà nước đẩy á. Ừ, hồi xưa thì không có nước thì lấy đó xài, nhưng mà bây giờ thì nhà nào cũng có. Nhà nào mà tới đây câu cá là đập á, nó bắt á. Bây giờ quẹo trái. Ủa sao vậy? Ao nuôi cá mà. Nhà nước nuôi chắc là dân nó mướn. Ồ đang trời thảm nhựa là kìa, đúng là Gò Công hiện đại rồi.
sửa đường đó, làm cho nó đẹp. Trời đất quỷ thần ơi, nó làm cái gì vậy? Nó vui lên làm gì? Nó móc đổ lên á. Phải chơi vậy đó. Phải chơi tốn tiền chơi xe nữa nè. Làm kẹt đường kẹt xã đây. Đang chạy tới tiệm phở Nam Phương. À, không phải, Hoa Nam. Nam Phương chết lâu. Hoa Nam. Đây này. Phở Hoa Nam là phở Nam Hoa. Chữ Hoa Nam là nhạy cảm. Không, nếu đi thẳng là ra biển á. Ở Gò Công này không có đặc sản gì mình mua á. Siri, mấy chút xíu rồi trái Siri đây, tới rồi đây Hoa Nam tiệm phở. Giờ đậu xe rồi xuống giờ cháu. Dạ, dạ, Hoa Nam. Trời ông ăn nói rã ruột. Ông anh đâu là anh đâu ít ăn sẵn. Sao vậy? Đi. Dạ. Thì taxi xuống ăn phở ở Hoa Nam. Ở đây người ta có những cái chậu cây rất đẹp. Bây giờ vô đây ghé ăn phở. Nắng chói chang. Ghé vào đây ăn phở. À, tô phở đủ thứ đi. Bánh phở hủ tiếu. Hả? Bánh phở hủ tiếu. À, cái gì cũng được. Phở. Đường này là đường đi biển Thủ Phao Quân. Đường này là đường Nguyễn Thái Học. Đường Nguyễn Thái Học. Nếu đi thẳng là đi dọc theo kênh. Ở đây là tới luôn qua cầu đúc rồi. Đang ghé tiệm phở Hoa Nam để ăn phở. Có giá mà em, cho giá.
Gần gần mẹ năm nghìn thôi. Em ơi, cái này là cái gì vậy? Xả cháy. Xả cháy. Xả cháy. Tôi đang ăn phở đậu quả nào.
nhiều quá, ăn hoài ăn không hết. Biết cứ đi ngang đây gần
đi vòng vòng. Đường này đường Nguyễn Thái Học, nếu chạy ra đây thì dọc theo cái bờ kinh đó. Bên kia là đường Thủ Hoa Quân. Thủ Hoa Quân đi thẳng á thì tới tới Tân Hòa, Tân Hòa Tân Thành rồi ra biển. Tiệm phở Hoa Nam nằm trên đường Nguyễn Thái Học. Chụp cho mình vài tấm hình. Chào.